cô gái bị nhốt trong lồng giam đang biểu diễn cho một vị khán giả duy nhất. Cô hỏi anh ta có muốn chiêm ngưỡng xem màn trình diễn của các vũ công thoát y chuyên nghiệp là như thế nào không. Tên béo trước mặt gật đầu như dã tỏi. Vậy chiếc lồng giam này chỉ là để tạo thêm kích thích thôi à? Các bạn hãy cùng mình theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện để tìm hiểu nhé. Người đàn ông này tên là Phanh. Vừa đi làm trở về nhà liền nhìn thấy cảnh tượng vợ đang gian díu một tên đàn ông khác. Bởi vì tính cách nhút nhát nên Phanh không dám bước tới ngăn cản, chỉ lặng lẽ quay người rời đi, một mình tới quán bar uống rượu giải sầu. Ở đây anh bắt gặp cô vũ công xinh đẹp Penne đang bị chủ quán bar bắt nạt. Lúc này không biết Phanh lấy đâu ra dũng khí đứng dậy, bản thân bị cắm sừng còn không dám làm gì, vậy mà nhìn thấy con gái người ta bị bắt nạt lại không nhịn được. Đúng là nực cười. Phanh lao tới trước cửa căn phòng, dùng hết sức bình sinh phá tan cánh cửa, trực tiếp đè tên ông chủ xuống đất. Sau đó nhặt lấy súng chĩa thẳng vào đầu ông ta, lớn tiếng đe dọa nếu không buông tha cho Penne thì anh sẽ nổ súng. Tên ông chủ sợ hãi run rẩy, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo lời của Phanh. Cứ như vậy Phanh thành công cứu được Penelope, cả hai cùng nhau rời khỏi quán bar. Penelope rất biết ơn Phanh vì đã cứu mình. Công việc vũ công của cô luôn bị người ta xem thường, bây giờ lại có người chấp nhận vì cô ra tay giúp đỡ. Penne cực kỳ cảm kích liền muốn lấy thân đền đáp. Phanh ngút nhát từ trước chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, cả hai quyết định cùng nhau đến phía nam du lịch. Nhưng giữa đường chiếc xe đột nhiên gặp trục trặc, Penne không nghĩ nhiều trực tiếp mở túi sách rút ra một cọc tiền, mua luôn một chiếc xe mới. Vì để thể hiện thành ý của mình, Phanh cũng nuốt chiếc nhẫn cưới vào bụng. Cả hai quyết định cùng nhau buông thả, vô lo vô nghĩ, hưởng thụ cuộc sống của riêng hai người. Đến tối, Phanh tìm một nhà nghỉ thuê qua đêm ở tạm, không ngờ rằng nửa đêm lại xảy ra một chuyện cực kỳ kích thích. Phanh và Penne tình ý mặn nồng, như thở mới yêu, nhất thời không tách ra được. Lúc đến nhà hàng ăn tối, hai người vẫn quấn quýt bên nhau cực kỳ thám thiết. Điều này khiến cho người phục vụ Mabel và anh chàng cao lớn bên cạnh có chút chối mắt mà nói rằng yêu càng sâu đậm chia tay càng nhanh. Sau khi nói xong hai người họ liền cho thêm chút gì đó vào cà phê. Phía bên này, ông chủ nhà nghỉ chi dâu đang lén lút vào phòng và kiểm tra chứng minh thư của Phanh và Penne. Ông ta còn cầm quần áo của Penne lên và hít một hơi thật sâu. Sau đó ông ta thình lình xuất hiện trước bàn của đôi tình nhân trẻ. Chi dâu hoàn toàn không để ý đến Phanh đang ngồi bên cạnh mà trắng trợn quyến rũ Penne. Ông ta nói với Penne rằng phụ nữ thích nhất là gì? Tiền ư? Ông ta có. Chỉ cần cô đi theo ông ta, toàn bộ tiền của ông ta sẽ là của cô, cả nhà nghỉ này cũng vậy. Lại hỏi cô nhìn thấy chiếc xe ngoài kia không, nó cũng sẽ là của cô. Chỉ cần ở với ông ta một đêm trong xe. Phanh nhìn Penne với ánh mắt van xin, mong cô ấy đừng bỏ rơi anh. Nhưng là phụ nữ, lại còn là vũ nữ thoát y, ai sẽ chê tiền chứ? Penne cũng vậy, cô ấy đã đồng ý với yêu cầu của chi dâu. Penne từ từ buông tay Phanh ra, đứng dậy và đi về phía chiếc ô tô đang đỗ bên ngoài. Chi dâu thành công đạt được mục đích, Phanh thì gục đầu chán nản không thôi. Người ta bị cắm sừng một lần là đen đủi lắm rồi, anh đây còn bị hẳn hai lần liên tiếp. Chi dâu cũng biết lúc này Phanh không có tâm trạng uống cà phê, liền nói với Mabel và anh chàng bên cạnh. Hôm nay anh ta không uống thì mai lại tiếp tục đưa cho anh ta. Xem ra thứ gì đó bỏ vào cà phê kia là do ông chủ ra lệnh làm. Phanh đứng nhìn chiếc xe đi ngày càng xa, thất vọng quay người trở về phòng. Trong lòng thầm nghĩ, phụ nữ đúng là chẳng phải loại tốt đẹp gì. Lúc này bên cạnh phòng anh còn có một vị khách khác. Tâm trạng của cô ấy so với Phanh cũng chẳng tốt hơn là bao. Bởi vì buổi sáng khi đang đi trên đường, xe của Molly bất ngờ bị hỏng, điện thoại cũng không có tín hiệu. Sau đó, một tài xế xe đầu kéo đi đến, nói bản thân có thể giúp cô kéo xe về nhà nghỉ gần đó. Ở đó có đồ ăn thức uống và cả tín hiệu, mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng. Molly tưởng rằng mình đã gặp được người tốt. Kết quả trên đường đi tới nhà nghỉ, tên tài xế cứ cố tình chạm vào đùi cô, khiến cô run lên vì sợ hãi. Cuối cùng cũng đến được nhà nghỉ, Molly tưởng mình đã an toàn. Ai ngờ lại phát hiện tên tài xế đó chính là nhân viên phục vụ của nơi này. Molly sợ hãi vội dùng điện thoại của nhà nghỉ gọi cho cha. Ông ấy là cảnh sát đang đi làm nhiệm vụ, sáng ngày mai mới có thể tới đây. Dù sao thì tối nay có lẽ vẫn sẽ an toàn. Khi Molly đang nghĩ như vậy, thì lúc này Penne và Phanh đang ở trong nhà hàng cho người xung quanh ăn cơm chó. Cảnh tượng này khiến tên đầu bếp béo Cookie cực kỳ ghen tị. Hắn ta tâm trạng bực bội kéo tấm chăn đang bọc thứ gì ra khỏi xe, một chiếc giày cao gót bất ngờ rớt ra. Cookie đi vào kho đông lạnh, rút ra con dao làm bếp sắc bén, mở miệng nói một câu xin lỗi rồi vung dao thành thục cắt đi một bên đùi của thi thể. Sau đó hắn ta mang đồ ăn tới phòng bếp, khi đi qua sân thì tình cờ bị Molly nhìn thấy. Molly thấy trên áo hắn ta dính đầy máu, sợ đến mức bay mất ba hồn bảy vía. Nhà nghỉ này chắc chắn có vấn đề, thoát khỏi hang sói lại rơi vào hang cọp, cái số mệnh đen đủi gì vậy trời. Lúc này Phanh chán nản bước vào phòng, không ngờ Penne đang nằm trên ghế sofa chờ anh ấy. Phanh ngạc nhiên không nói lên lời, Penne Lopi kêu mình không nỡ bỏ anh. Mối quan hệ của hai người cứ thế tiến thêm một bậc. Tên ông chủ chi dâu đứng trước màn hình đã chứng kiến tất cả. Hóa ra camera được lắp ở mọi ngóc ngách trong mỗi phòng. Vừa nãy ông ta cũng đã dịch ra được nội dung cuộc nói chuyện điện thoại của Molly. Biết được cha của cô là cảnh sát, hơn nữa sáng mai sẽ đến đây. Cảm thấy tình hình có chút không ổn, ông ta lập tức gọi điện cho tên tài xế kia trách hắn đã làm hỏng việc. Có phải có con trai nên vui đến điên rồi không?
Ai ngờ tên tài xế nghe đến đây liền dãy nảy lên nổi giận trách cứ ông chủ hắn ta với ma bèo kết hôn 3 năm không có con, nhưng vừa đến khách sạn của ông làm được mấy tháng liền có. Chi dâu không muốn tiếp tục nghe hắn ta nói nhảm liền trực tiếp cướp điện thoại. Sau đó ông ta đi đến gặp ma bèo. Ma bèo nói cha của Molly vừa gọi đến nhà nghỉ hơn chục cuộc điện thoại. Chi dâu liền nhanh chóng kêu hai người đi chặn ông ta lại, bất luận thế nào cũng không thể để đối phương đến được nơi này. Molly ở bên này cũng rất lo lắng, chỉ mong cha có thể đến nhanh một chút. Và trước khi ông ấy đến đây, cô phải tìm một nơi an toàn trốn cái đã. Nhìn thấy đôi tình nhân trẻ vừa đi vào nhà hàng, Molly liền vội vàng leo lên xe của họ và trốn trong đó. Phanh và Penny đến nhà hàng ăn sáng, tên đầu bếp béo Cookie lén lút trộn thêm thuốc vào cà phê, lại còn không quên liếm sạch thìa. Sau khi bưng cà phê lên cho hai người, người nhân viên tinh thần không ổn định ngồi bên cạnh đột nhiên bấm chuông liên tục như phát điên. Tên đầu bếp Cookie đang ở trong bếp vội vã cầm súng lao ra ngoài, Phanh thấy vậy cũng rút súng ra. Mặc dù không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì, an toàn là trên hết. Phanh và Penny nhân cơ hội lái xe bỏ chạy. Tên ông chủ đứng từ xa chứng kiến tất cả lập tức gọi điện cho Mabel, ra lệnh cô ta mau chóng giải quyết tên cảnh sát, cũng không được để Phanh và Penny thành công trốn thoát. Mabel nhìn thấy xe cảnh sát đang đi đến, liền giả vờ xô xát với anh chàng cao to bên cạnh, dẫn dụ cảnh sát ra khỏi xe. Sau đó bước tới không do dự một phát súng kết liễu ông ta. Nhìn thấy xe của đôi tình nhân trẻ đi ngang qua, hai người nhanh chóng đổi quần áo cảnh sát, sau đó giả vờ truy đuổi vượt lên. Penny thấy có xe cảnh sát chặn đường liền kêu Phanh đi xuống kiểm tra. Ai ngờ vừa bước xuống Phanh ngay lập tức bị tên cao to khống chế, Penny thì bị súng điện tấn công. Molly đang trốn ở ghế sau thấy có chuyện không ổn liền mở cửa bỏ chạy. Mabel không nhiều lời, cầm súng bắn tỉa nhắm chuẩn một viên đạn. Chân người sao có thể nhanh hơn so với tốc độ bay của đạn, Molly đen đủi cứ thế cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Tên cao to lái xe quay trở lại nhà nghỉ. Theo lệnh của Mabel, hắn ta miễn cưỡng bắt đầu công việc của mình. Tên đầu bếp nhốt Penny vào phòng giam bí mật. Phanh thì bị tên cao to ném vào một hồ bơi, bên trong còn có một vài thi thể khác nữa. Tên ông chủ Chi Dâu và Mabel đang lức mắt đưa tình, hóa ra bọn họ đã sớm có gian díu với nhau. Mabel cũng ngoan ngoãn nghe lời ông ta, hoàn thành những việc mình cần phải làm. Tên cao to đứng từ xa nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Chi Dâu đi đến trước hồ bơi, nhìn Phanh với con mắt của kẻ chiến thắng. Phanh cũng không hề bỏ cuộc, anh liên tục bật nhảy lên muốn leo ra ngoài, muốn đi cứu Penny. Phía bên này, Penny đang bất tỉnh bị Mabel dùng vòi xịt nước xịt thẳng vào người. Chi Dâu trực tiếp nói thẳng, mục đích của ông ta rất đơn giản, chính là muốn có một đứa con. Nếu tình nguyện không dãy dụa nữa thì cô sẽ không phải chịu tra tấn. Penny đương nhiên không đồng ý, cô đang đợi Phanh đến cứu mình. Thi thể của Molly và người cha bị ném ở ghế sau ô tô. Chỉ không ngờ là cả hai chưa chết hẳn, vẫn còn chút hơi thở yếu ớt. Người cha dùng chút sức lực cuối cùng của mình chỉ vào khẩu súng bên hông, kêu con gái mau chạy khỏi đây. Molly cầm khẩu súng trên tay lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ ô tô. Chỉ thấy cảnh tượng tên cao to đang bóp chặt cổ xiết chết Mabel. Sau đó hắn chậm chậm đi về phía chiếc xe. Không ngờ tên này lại mở cửa thả cho Molly đi. Trong phòng giam, Penny vô tình sờ thấy một cái đinh vít trên mặt đất, trong đầu cô lập tức hiện lên kế hoạch hành động. Cô sẽ nhảy trước mặt tên đầu bếp háo sắc này. Ngay lập tức cô hỏi hắn, anh có muốn chiêm ngưỡng xem màn trình diễn của vũ nữ thoát y chuyên nghiệp là như thế nào không? Chỉ một câu nói đơn giản liền khiến cho tên đầu bếp sôi sục đầu óc. Hắn vội vàng bước đến khóa một chân của Penny, sau đó mở cửa phòng giam. Ngay khi hắn đang nghĩ bản thân có thể chứng kiến cảnh tượng mất hồn, chiếc đinh vít ngay lập tức phát huy tác dụng. Penny lạnh lùng dùng đinh vít đâm thẳng vào mắt của tên đầu bếp. Hắn ta đau đớn hết lớn, bây giờ hắn không còn là mối đe dọa nữa. Penny vươn người cố lấy chìa khóa nhưng lại bị hắn ta kéo lại. Phía bên này, Phanh đang nằm ngủ trong hồ bơi, tên cao to ngồi bên trên thành, trong tay cầm cuốn kinh thánh, miệng không ngừng cầu nguyện với Chúa Giêsu. Hắn là một người theo đạo giáo, hắn nói lời xin lỗi với Phanh bởi vì hắn không thể phản bội lại đồng đội của mình, nhưng cũng không nỡ nhìn Phanh cứ thế mà chết. Cho nên hắn đã nghĩ ra một cách, đó là để cơ thể mình vất vưởng trên hồ bơi, Phanh có thể dựa vào đó mà leo ra ngoài. Sau khi thoát khỏi hồ bơi, Phanh vội vàng chạy tới ngục tối, nhặt cây gậy và đánh tới tấp vào tên đầu bếp. Penny cũng tìm thấy chìa khóa và tự mình mở vòng chân. Lúc này điện thoại của cô gái bị thần kinh đã được kết nối. Cô ấy thế mà lại gọi cho tên ông chủ Chi Dâu. Nghe thấy tiếng ồn ở đầu dây bên kia, ông ta đại khái có thể đoán ra mọi chuyện. Ông ta lập tức chạy ra ngoài, nhìn thấy xe của Phanh rẽ vào đường bên trái. Chi Dâu không hề hoảng sợ mà trên khóe miệng còn nở một nụ cười thần bí. Phanh và Penny vội vã phóng xe hết tốc độ muốn rời khỏi đây. Không ngờ giữa đường lại xuất hiện một người đàn ông mặc áo trắng. Nụ cười vừa rồi của Chi Dâu khiến chúng ta nghĩ rằng bọn họ đã mắc bẫy đúng không? Không, lão già điên này thế mà lại dùng cơ thể của mình muốn chặn chiếc xe của Phanh lại. Có vẻ như ông ta đã theo một tà giáo nào đó, nghĩ rằng cơ thể mình là kim cang bất hoại, hai tay còn để trước mặt điều chỉnh nhịp thở, muốn phát ra nội công làm dừng chiếc xe. Phanh không ngần ngại đập chân ga lao thẳng về phía trước, tông bay tên ông chủ. Cơ thể ông ta bị cuốn vào gầm xe, bánh xe cán qua máu văng tung tóe. Phanh và Penny cuối cùng cũng thoát khỏi được tên ác ma. Hai người ôm nhau vui mừng hạnh phúc, nhưng bộ phim vẫn chưa kết thúc. Molly đang trốn ở trong đám cỏ gần đó. Cô ấy chạy trốn cả đêm mới chạy được đến đây.
nhìn thấy cơ thể chi dâu bị đâm máu me be bét nhưng vẫn còn hơi thở, Molly đã dùng cách thức nhục nhã nhất để trả thù. Trải qua bao nhiêu nguy hiểm, Frank cũng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Anh đưa Penne đến nhà mình rồi đậu xe trước cửa. Sau đó đi vào nhà và giáng những cú đấm trời đánh vào mặt tên gian phu dám làm anh mọc sừng. Frank mặc kệ lời la hét của vợ, anh đã hạ quyết tâm làm lại cuộc đời sống hạnh phúc bên cạnh Penne.